xin chào các bạn, quay trở lại YouTube của Review. Và vừa qua thì tại sự kiện Trung Quốc của Xiaomi đã cho ra mắt bộ ba sản phẩm Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition và Mi 9 SE. Và mình thực sự không có quá nhiều ấn tượng với bộ ba sản phẩm này vì đơn giản nó cũng không quá nhiều cải tiến so với năm 2018. Cấu hình thì chắc chắn chúng ta sẽ có cải tiến hơn rồi, bởi vì mỗi năm Qualcomm sẽ cho ra mắt một dòng chip cao cấp mới. Và đặc biệt thì mình nói đến sản phẩm Xiaomi Mi 9 SE trong năm nay, thì chúng ta sẽ có một sản phẩm có màn hình giọt nước khá là ấn tượng. Và mặt lưng thì chúng ta được có màu sắc khá là trẻ trung và bắt mắt. Và cấu hình đương nhiên sẽ là một con chip tầm trung mới Snapdragon 712. Và ở video này thì chúng ta cũng xem liệu có nên mua chiếc Xiaomi Mi 9 SE hay không trong tầm giá khoảng hơn 7 triệu. Thì chúng ta cùng bắt đầu video này thôi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại với cấu hình của chiếc Xiaomi Mi 9 SE, một phiên bản rút gọn đã được Xiaomi áp dụng từ đời Xiaomi Mi 8 và lên đến thế hệ năm nay họ vẫn giữ thói quen đó. Và khi ra mắt thêm chiếc Mi 9 SE, sản phẩm này hướng tới những người dùng yêu Mi 9 và chỉ cần một chiếc máy có màn hình đủ lớn, cấu hình vừa phải và giảm giá thành đi. Và với màn hình 5.97 inch, chiếc Xiaomi Mi 9 SE chỉ to hơn một chút về kích thước tổng thể so với màn hình Mi 6 có màn hình 5.15 inch, và chất lượng hiển thị không thua kém gì so với Mi 9 khi mà vẫn sử dụng tấm nền Super AMOLED và độ phân giải là Full HD Plus. Diện tích hiển thị là 90.47% và không kém bao nhiêu so với chiếc Xiaomi Mi 9. Chưa hết đó thì điện thoại này còn được tích hợp công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình. Chiếc Xiaomi Mi 9 SE có thiết kế màn lưng đổi màu theo góc nhìn giống như chiếc Mi 9 và kèm theo 3 màu đó là tím, xanh và màu xám. Xiaomi Mi 9 SE là một chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới chạy con chip Qualcomm Snapdragon 712 trên tiến trình 10 nanomet có tốc độ xung nhịp là 2.3 GHz và điểm AnTuTu của thiết bị này ghi được là 187.000 điểm. Ngoài ra thì chiếc điện thoại này còn được hỗ trợ kết nối NFC, gọng hồng ngoại và dung lượng pin là 3070 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Camera là trang bị hoàn toàn không bị cắt giảm và vẫn là hệ thống 3 camera gồm cảm biến 48MP và 2 cảm biến phụ gồm 8 và 13MP. Chúng ta sẽ thấy khá là giống so với camera của chiếc Redmi Note 7 khi mà có cảm biến 48MP để chụp cận cảnh. Chiếc Xiaomi Mi 9 SE được bán với giá khởi điểm là 295 USD, tương đương với khoảng gần 7 triệu đồng cho phiên bản 6GB và 64GB, 339 USD, tương đương khoảng 7,9 triệu đồng cho phiên bản 6GB và 128GB. Và khi mới về tại Việt Nam thì chiếc Xiaomi Mi 9 SE thì sẽ bị đội giá lên khoảng hơn 1 triệu đồng nữa. Tức là chiếc máy có phiên bản thấp nhất cũng đã khoảng 8 triệu đồng. Và với người dùng mua Xiaomi tầm trung tại Việt Nam thì mình thường thấy người ta thường mua ở mức phân khúc giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Khi mà đội giá lên khoảng 8 triệu đồng thì chúng ta có nhiều lựa chọn khác hơn của Xiaomi. Chúng ta có thể mua một chiếc Xiaomi Mi 8, một chiếc Classic của năm ngoái của Xiaomi. Chúng ta có con chip Snapdragon 845 và đương nhiên cũng có thể mua một chiếc Pocophone có giá rẻ hơn rất nhiều thì có hiệu năng thực sự mạnh hơn rất nhiều so với chiếc Mi 9 SE. Ngoài ra thì nhiều người dùng vẫn đang lầm tưởng rằng con chip tầm trung mới của Qualcomm có thể mạnh hơn con chip cao cấp của 2 năm trước. Và điều này chỉ đúng với những con chip Snapdragon 810 và 820 vì đơn giản thì chúng bị đánh bại bởi con chip 650 và S660 vì những lỗi quá tải nhiệt. Còn với những đời con chip 835 trở đi thì điều này đã được khắc phục hoàn toàn. Và chúng ta sẽ thấy từ đời con chip 710 và đến năm nay là con chip 712, nhà sản xuất đã công bố điểm AnTuTu của hai con chip này chỉ được ở mức hơn 180.000 điểm. Trong khi đó thì con chip Snapdragon 835 vẫn ở mức hơn 200.000 điểm. Vì vậy thì con chip Snapdragon 712 trên chiếc Mi 9 SE hoàn toàn không có cửa đối với những con chip 845 trên Mi 8 hay là chiếc Pocophone. Và mặc dù bỏ qua về phần hiệu năng của chiếc Mi 9 SE đi thì chiếc Mi 9 SE vẫn có những điểm mạnh hơn ở chiếc Mi 8. Ví dụ như là chúng ta có màn hình giọt nước với tỷ lệ diện tích màn hình chỉ đến hơn 90%, hay là mặt lưng kính nổi bật với màu sắc khá trẻ trung, hoặc là chúng ta có cảm biến vân tay trong màn hình, điều mà chiếc Xiaomi Mi 8 phải bỏ thêm 3 triệu nữa mới có được. Nhưng đây mới chỉ là so sánh về các smartphone khác của Xiaomi. Còn với những hãng khác thì chúng ta vẫn có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt, bởi vì đơn giản đây sẽ là phân khúc cận cao cấp. Và đặc biệt thì chiếc Xiaomi Mi 9 SE sẽ không được bán chính hãng tại Việt Nam. Và trên đây là những quan điểm của mình về vấn đề
có nên mua chiếc Xiaomi Mi 9 SE hay không, hay là có những lựa chọn nào khác, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên like và kênh để ủng hộ YouTube của review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.